tôi không phải nói điêu với anh em đâu. Ở dưới kia có một thằng kinh vãi cả lìn, từ nãy giờ nó giết tôi 3-4 mạng rồi. Mà đây anh em, đấy anh em nhìn thấy chưa? Thằng này địch mẹ, nó không phải người bình thường anh em ạ. Tại vì tôi đã tỉ thí với nó rất là nhiều trận rồi nhưng mà không thể chiến thắng được. Nhưng mà kiểu gì thì mình cũng vẫn cứ phải ra để đánh nhau với nó thôi nên là chào anh. Ôi địch mẹ, em vừa ra khoảng 1 giây rồi anh đã rút kiếm rồi, vậy tinh thần thượng võ thế. Đấy, anh em thấy chưa? Mà tôi nói thật vậy. Đấy, mẹ mày hai cú bổ đấy mà tôi không né kịp, tôi thề với anh em luôn. Đầu tôi lìa con mẹ mày ra mất. Tôi thấy nhiều cái bài hướng dẫn trên mạng là cách đánh cái thằng này là mình phải kiểu lao vào xong né nước. Mà tôi đéo làm thế được anh em ạ. Thế có một cái bạn chỉ tôi là anh cứ phải vừa đánh nó xong anh vừa chạy. Thì đây, tôi đúng như kiểu đang hit and run thế. Tôi cứ đánh nó phát xong tôi lại chạy. Địt mẹ chúng mày, thằng danh con này. Đấy, nhìn mặt chắc cũng cay. Nhưng mà thôi thì mình đừng cười cợt trong lúc này anh em ạ. Tại vì chỉ cần một sơ hở thôi. Cái thanh kiếm của thằng này tôi thề với anh em một đéo phải kiếm bình thường đâu. Chỉ một chém của nó thôi, một chém thôi là anh em thấy cái lượng máu tôi tụt. Gồng gồng. Đây rồi, thời khắc. Mày phải chết. Ha ha. Từ từ, tôi nhận ra thằng là boss mà. Ừ thì nó vẫn phải có hai thanh máu nhở. Ôi địt mạnh, nó nghĩ là mấy chiêu mới đấy anh em. Tự nhiên gần chiến thắng được thằng này rồi, tôi hơi run một chút nhưng mà phải bình tĩnh thôi này. Nó sắp chết rồi mà. Ui dồi. Bên này đã chém trượt, chém đi, ok ở đây rồi. Trời ơi. Đã bảo rồi, bấm cái nút khoe thông thạo đâu nhở. Khoe thông thạo đúng không? Đây rồi. Đấy, về cái con đường phiêu lưu của tôi nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Tại vì tôi đã hạ gục được thủ lĩnh của chúng nó rồi. Cảm giác đã hạ được thủ lĩnh rồi thì cái bọn này nó chỉ là cái bọn tôm tép ấy. Cái bọn không có cái sức chiến đấu. Mấy cái thằng oắt con cái tuổi đó. Không, các bạn nghĩ chết rồi chưa? Đây, trò chơi này tính năng này, nhìn các bạn xem nhá. Đấy, live again, tức là chúng ta sẽ kiểu được sống lại ấy, được hồi sinh, anh em hiểu không? Đây là tính năng của trò chơi, tôi muốn trải nghiệm ấy thì tôi lại kiểu cố tình chết một lúc. Xem thế nào, comeback ngay. Đi. Quá đà vãi lì. Ơ, chào cụ. Cụ gọi cháu ạ. Cái gì cơ? Cụ muốn cho cháu một cái thứ gì đó ạ. Một cái chuông. Cái chuông này đẹp này. Cái chuông này sẽ đem đến cho cháu cái kiểu nguồn sức mạnh gì đó phải không cụ? Kiểu như là kiểu sức mạnh tình người hay là kiểu sức mạnh niềm tin gì đó đúng không? Cái gì? Cái gì? Bố mình có sức mạnh niềm tin rồi. Thằng tiếp theo đây, vào đây. Ấp thằng này nó chơi bẩn đấy anh em ơi. Sức mạnh niềm tin thì đồng ý là mạnh đấy nhưng mà đéo chứ đánh lén đồ. Hèn vãi lì. Bạn nãy có hai thằng lính. Tôi nghe chúng nó nói chuyện với nhau. Có nói gì đó về một cái thằng mắt đỏ khổng lồ to vãi cả bìu. Thì đây, nó đây. Nó đang bị xích lại anh em ạ. Nên là cũng bớt lo đi phần nào. Chứ nó mà được cởi xích ra thì tôi toàn con mẹ rồi. Và nó được cởi xích rồi. Các bạn xem này. Mình trốn nó ở đây. Mình chờ. Rồi mình bắt đầu nhảy xuống. Assassin's Creed Unity. Nhưng vì đương nhiên là nó cũng là kiểu con boss ấy, nên là nó cũng hai mạng nên chúng ta phải sử dụng một cái phương pháp. Mà tôi đã nghiên cứu phương pháp này rất là lâu năm rồi. Tôi chỉ làm một lần cho anh em xem là cách này có hơi hèn nhưng mà tôi thấy nó hữu hiệu và nó vô cùng là thực chiến. Hay vãi lộ. Địt mẹ chúng mày, thằng danh con này.